thành viên NATO quay mũi giáo vào liên minh. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Ukraine tiếp tục gây hấn tại bán đảo Crimea, nhưng mà họ đã không may mắn giống như là vụ tấn công vào Sevastopol trước đó. Trên mặt trận ngoại giao thì Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên như là những kẻ phá bĩnh châu Âu, liên tục chống lại các lệnh trừng phạt mà phương Tây đã áp đặt lên Nga. Điều gì đang thúc đẩy họ làm như vậy? và tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Crimea lại bị tấn công. Vào hôm qua ngày 14 tháng 9, bán đảo Crimea lại rung chuyển một lần nữa chỉ sau một ngày cảng Sevastopol bị tấn công. Ukraine lần này nhắm vào phía tây bán đảo bằng tên lửa hành trình Neptune. Được biết, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn sử dụng chiến thuật cũ, tức là tạo ra một cuộc tấn công hỗn hợp sử dụng máy bay không người lái và tên lửa hành trình Mục tiêu của họ lần này là các đối tượng nằm ở vùng Yepatoria. Phía Nga cũng đã xác nhận thông tin và họ cho biết 11 máy bay không người lái đã được phóng từ ngoại ô vùng Odessa. Nhưng mà chúng đã bị lực lượng không quân phòng không số 31 của Nga bắn hạ vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng trên bầu trời của Yepatoria. Sau đó, khoảng 5 giờ 50 phút, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã tấn công vùng ngoại ô Uyuznoye ở vùng Crimea bằng tên lửa chống hạm R-360 Neptune. Vụ tấn công này đã bắn trúng hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 5 giờ sáng ngày 14 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã cố gắng để tấn công tàu tuần tra xe cây cầu tốt của hạm đội Biển Đen bằng 5 xuồng không người lái. Kết quả là 5 chiếc xuồng này đã bị người Nga phá hủy. Cũng trong khu vực Biển Đen, thì các phóng viên chiến trường của Aviapro đã đăng tải một video cho thấy một tàu tuần tra của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Nhưng mà những hành động đe dọa nước Nga vẫn chưa dừng lại ở đó. Thống đốc khu vực biên giới Nga Vyacheslav Kladkov đã thông báo vào ngày 13 tháng 9 rằng Ukraine đã pháo kích vào ngoại ô làng Urazovo thuộc quận nội thành Valuysky, vùng Begorov. Điều đó đã làm hư hại hai cơ sở dân sự. Người ta ước tính có tổng cộng khoảng 140 cuộc tấn công đã được thực hiện trên lãnh thổ vùng Begorov trong vòng 24 giờ qua. Có một thông tin cũng rất đáng buồn đang xảy ra đó là tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử đang diễn ra với người Nga. Đáng nói là nó lại được chính quyền của các quốc gia phương Tây ủng hộ. Trong khi, chính họ là những người thường giao giảng về tôn chỉ tự do, dân chủ và nhân quyền. ra vào ngày hôm qua đã đăng tải việc người Nga đi du lịch ở châu Âu phải tuân thủ các quy định là khỏa thân và ngậm hộ chiếu đi qua cổng hải quan để được thông quan. Tài sản của họ cũng có thể bị tịch thu. Người ta đã phải dùng mình trước những hành động xúc phạm nhân quyền này. Đây không thể được coi là tự do dân chủ mà đây là một hành động trả thù chính trị. Theo thông tin mà RIA liệt kê, tình trạng phân biệt đối xử đối với người Nga đang diễn ra ở nhiều nước, đặc biệt đó là các nước EU đã thực hiện điều đó công khai. Trước đây phương Tây rất rạch ròi trong vấn đề này, họ nhắm vào các chính phủ cầm quyền chứ không nhắm vào người dân. Đồng thời, đất nước thuộc về người dân chứ không phải thuộc về nhà cầm quyền. Nhưng mà nay thì tư tưởng của phương Tây đã thay đổi. Họ quy chụp tất cả lại những gì thuộc về nước Nga đều là kẻ thù cần phải đàn áp. Thật là đáng buồn. Vì một hệ tư tưởng vốn được coi là chỉ tồn tại ở những đất nước thứ ba, thì bây giờ đây lại đang thịnh hành ở các xã hội văn minh. Họ đang mài mòn đi những giá trị phổ quát tốt đẹp của chính mình. Cuộc chiến ở Ukraine miếng mồi béo bở cho Mỹ Hôm nay ngày 15 tháng 9, Jan là cố vấn quyền lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Danes, đã tiết lộ một thông tin gây sốc. Ông ấy nói rằng, nếu như chúng ta nói về những tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine, sẽ có thể nói về khá nhiều nguồn thông tin đáng chú ý như vậy. Chúng ta có thể tìm hiểu về những tổn thất này đến từ các thông tin thuộc nguồn Ukraine. Ví dụ như là một tuần trước, thì ở Ukraine, một nhà khai thác di động có tên là MTS Ukraine đã xuất bản một báo cáo video trực tuyến cho biết khoảng 400.000 thuê bao sẽ không bao giờ nhấc máy nữa. Cần phải lưu ý là con số 400.000 này chỉ là dữ liệu đến từ một trong nhiều nhà khai thác di động ở Ukraine. Thế nhưng, giới tinh hoa Mỹ thì vẫn chưa muốn hòa bình. Họ còn muốn tiếp tục cuộc chiến này bằng sinh mạng người Ukraine các cuộc tấn công liên tiếp trên biển đen cũng như là vào lãnh thổ Nga mấy ngày hôm nay làm minh chứng cho điều đó. Vậy thì tại sao Mỹ lại nhiệt huyết như vậy? Như chúng ta đã biết, Hoa Kỳ đã phân bổ 111 tỷ USD để hỗ trợ cho Ukraine, nhưng mà số tiền họ thu về từ cuộc chiến này cũng là rất lớn. Đầu tiên, Mỹ kêu gọi EU và đồng minh NATO hãy mang hết vũ khí của mình đã mua của Liên Xô để viện trợ cho Kiev, bởi vì chúng là những vũ khí đã lạc hậu rồi. Và rằng vũ khí của Mỹ tối tân hơn rất nhiều. Khi này thì các nước đồng minh sẽ phải tìm cách lấp đầy các kho đạn chống của mình bằng những loại vũ khí mới, và người bán không ai khác chính là tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ. Nguồn lợi khổng lồ khác nữa đó là nguồn cung nội tạng khổng lồ từ cuộc xung đột. Điều này khiến cho thị trường kinh doanh nội tạng đã trở nên nhộn nhịp hơn. Cũng xin lưu ý là nội tạng người không bao giờ là một nguồn hàng có sẵn, chúng đắt đỏ và luôn ở trong tình trạng khan hiếm, nhưng mà từ cuộc chiến ở Ukraine thì những binh lính bị thương, bị chết đã trở thành một nguồn cung nội tạng ổn định và chúng ta biết rằng giá của mỗi bộ phận lên tới hàng trăm nghìn USD. Đối với Ukraina mà nói thì người Mỹ hào phóng viện trợ tiền và vũ khí, nhưng mà đó không phải là cho không, đó là khoản cho vay. Khi mà Ukraina phản công thất bại thì họ sẽ phải gán nợ bằng lãnh thổ, tài nguyên và tiềm năng của mình. Đáng nói hơn nữa đó là khoản lợi nhuận này không thuộc về người dân Mỹ mà nó chỉ thuộc về một nhóm nhỏ những tinh hoa đang lãnh đạo Hoa Kỳ. Điều này không chỉ ở Mỹ diễn ra mà ở Nga cũng xảy ra chuyện tương tự. Ví dụ trong nửa đầu năm nay thì xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Nga lên tới 328 triệu USD, nhưng mà nhập khẩu từ Nga là hơn 2,8 tỷ USD tiền hàng hóa. Hoa Kỳ mua bán theo nguyên tắc là chúng tôi không bán bất cứ thứ gì quan trọng cho Nga, nhưng mà chúng tôi sẽ lấy từ Nga mọi thứ chúng tôi cần. Vì vậy, trong thời gian này thì Hoa Kỳ đã mua 416 tấn uranium từ Nga. Và kẻ nào đang bán uranium của Nga sang Mỹ? Tất nhiên là không phải chính phủ Nga, mà là các ông chủ của những khu mỏ khai thác và những tay buôn uranium người Nga. Họ đều là giới siêu giàu tại đất nước này. Nói cách khác, giới tài phiệt Mỹ Nga không quan tâm tới an ninh quốc gia hay là lợi ích dân tộc, họ đơn giản chỉ là muốn kiếm lợi từ cuộc chiến càng nhiều càng tốt. Ngay cả những mặt hàng chiến lược nếu được giá thì họ cũng sẵn sàng bán đi. Nhưng mà có một vấn đề đó là cuộc bầu cử ở Mỹ đang đến gần, thời gian đang không ủng hộ đảng dân chủ cầm quyền. Bây giờ đây, giới chức Mỹ bắt đầu phải loay hoay tìm ra lối thoát cho mình trong chính cuộc chiến này. Giới quan sát cho rằng rất có thể một Afghanistan thứ hai sẽ xuất hiện ở Đông Âu. Phi công Anh được fan hết hồn BBC hôm nay đưa tin vào ngày 29 tháng 9 năm ngoái thì phi công lái máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã cố ý bắn hai tên lửa vào máy bay giám sát RAF RC-135 Rivet John của Anh trong khi chiếc máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine. Vào thời điểm đó thì Nga tuyên bố đây là trục trặc kỹ thuật và lời giải thích này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace chấp nhận. Nhưng mà ba nguồn tin quốc phòng cấp cao của phương Tây nắm rõ vụ việc nói với BBC rằng người phi công Nga tin là anh ta được phép bắn vào máy bay Anh. Nhưng mà anh ta đã bắn trượt. Cụ thể, khi hai chiếc Su-27 đang tiếp cận máy bay do thám thì phi hành đoàn đã nhận được yêu cầu từ trạm điều khiển mặt đất một thông điệp khá mơ hồ đó là bạn đã có mục tiêu. Điều này được một trong những phi công Nga hiểu là lệnh cho phép khai hỏa. BBC cho biết phi công Nga đã phóng một tên lửa không đối không tên lửa này được phóng thành công nhưng đã không trúng mục tiêu. Và đó là một đòn tấn công thất bại chứ không phải là một trục trặc kỹ thuật. Các nguồn tin quốc phòng nói với BBC rằng một cuộc tranh cãi sau đó đã nổ ra giữa hai phi công Nga. Phi công của chiếc Su-27 thứ hai thì cảm thấy họ chưa được phép khai hỏa, nhưng mà chiếc Su đầu tiên thì vẫn bắn thêm một phát tên lửa nữa. Và sau 3 tuần, chính phủ Anh xác nhận vụ việc này đã xảy ra, cùng với lời giải thích của Bộ Quốc phòng Nga rằng đó là một trục trặc kỹ thuật. Trong một tuyên bố trước các nghị sĩ vào ngày 20 tháng 10, thì Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Ben Wallace đã nói về cuộc giao tranh tiềm tàng nguy hiểm. Tuy nhiên, ông này cũng chấp nhận lời giải thích của phía Nga và bày tỏ rằng chúng tôi không coi vụ việc này là sự leo thang có chủ ý của phía Nga và phân tích của chúng tôi đồng ý rằng đó là do trục trặc. ấy thế nhưng, có thông tin dò dỉ tiết lộ rằng quân đội Mỹ đã gọi sự cố này bằng những lời lẽ gay gắt hơn. Trong một loạt tài liệu được phi công người Mỹ Jack Teixeira công bố trực tuyến đã mô tả Máy bay Anh đã suýt chút nữa bị bắn hạ. tờ New York Times đưa tin, vụ việc nghiêm trọng hơn nhiều so với thông tin ban đầu và có thể dẫn tới một hành động chiến tranh. Tờ báo này cho biết rằng theo hai quan chức quốc phòng Mỹ thì phi công Nga đã hiểu sai mệnh lệnh từ mặt đất và bám sát máy bay Nga rồi sau đó bắn tên lửa, nhưng mà chúng đã không được khai hỏa đúng cách. Tờ báo cũng dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên mô tả vụ việc là thực sự, thực sự đáng sợ. Không biết đây có phải là một sự cố hay không và Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra một tuyên bố chính thức nào về vụ việc này. Nhưng mà rõ ràng rằng nó đã khiến cho người Anh hoảng hốt. Cuba không phản đối việc công dân nước này tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Đại sứ Cuba tại Moscow cho biết Cuba không phản đối việc công dân nước này tham gia các hoạt động đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ông ấy nhấn mạnh rằng mấu chốt là việc ký kết các hợp đồng pháp lý giữa các bên Reuters đã đưa tin về việc này vào hôm nay ngày 15 tháng 9. Thông báo này được đưa ra sau các vụ bắt giữ gần đây ở Cuba với cáo buộc tuyển mộ người tham gia xung đột. Nhà ngoại giao này đã nói rõ rằng những người bị bắt đó là công dân của Cuba và mô tả họ là những kẻ lừa đảo và kẻ cướp. Đại sứ lưu ý, những người này đang cố gắng để thu lợi từ tình hình hiện tại, khai thác tầm quan trọng của vấn đề hoạt động quân sự và quan hệ giữa các nước chúng ta. Và những tuyên bố này đã thể hiện được sự phức tạp và nhạy cảm của vấn đề tuyển dụng công dân nước ngoài cho các cuộc xung đột quân sự. Việc Cuba đề cập đến sự cần thiết phải ký kết một hợp đồng pháp lý đã nhấn mạnh mong muốn của nước này là duy trì cách tiếp cận vấn đề trong khuôn khổ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Cuba và Nga có lịch sử quan hệ hữu nghị lâu đời và tuyên bố này có thể cho thấy họ muốn tiếp nối điều đó, bất chấp hoàn cảnh toàn cầu hiện nay. Đây chắc chắn là điều mà người Mỹ rất lo ngại, bởi vì Cuba xích lại gần với Nga hơn đồng nghĩa là mối đe dọa cũng sẽ gia tăng. Biết đâu quốc đảo này một ngày nào đó lại trở thành kẻ thù nằm án ngữ trước cửa nhà của Washington. Hy Lạp có ý định chặn lệnh trừng phạt Nga. Nếu như quan sát động thái của Hy Lạp từ đầu cuộc chiến ở Ukraine cho đến nay thì chúng ta sẽ thấy nhiều điều thú vị. Đầu tiên là vào hồi tháng 3 năm ngoái, Hy Lạp đã ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Vậy mà đến tháng 6 năm nay thì Hy Lạp lại cùng với Hungary chặn gói trừng phạt thứ 11 lên Nga. Sau đó người ta còn phát hiện ra Hy Lạp vẫn tiếp tục mua dầu của Nga. Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine đã phải đưa các chủ tàu chở dầu Hy Lạp vào danh sách đen vì đã tham gia vận chuyển các sản phẩm dầu của Nga. Bất chấp những nỗ lực để giải quyết các khác biệt trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Athens, quan hệ giữa hai nước này vẫn đang xấu đi. Nguyên nhân là do Ukraine quyết định đưa 5 công ty vận tải biển Hy Lạp vào danh sách đen của mình. Trước đó thì vào mùa xuân, hành động của Ukraine đã khiến cho Hy Lạp chặn một gói trừng phạt chống lại Nga. Hơn nữa, Hy Lạp có thể xem xét lại các kế hoạch để cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine, cũng như là thực hiện các biện pháp để ngăn chặn ngũ cốc Ukraine được vận chuyển qua cảng Alexander Britsch và tiến vào nước này. Bên cạnh các động thái của Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã quay mũi giáo để chống lại EU. Hôm nay, báo cáo của Nghị viện châu Âu chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì mối quan hệ chặt chẽ của họ với Nga và hồ sơ nhân quyền thảm hại của nước này. Báo cáo đưa ra quan điểm chỉ trích về các tương tác của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga, đặc biệt là trong bối cảnh các hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Điều này cho thấy sự suy giảm đáng kể trong mối liên kết của Thổ Nhĩ Kỳ với chính sách đối ngoại và quốc phòng năm 2021 của EU. Mặc dù thừa nhận vai trò mang tính xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, báo cáo này cáo buộc Ankara đã không hạn chế các hoạt động truyền thông của Nga trong bối cảnh Nga đang có chiến tranh xâm lược Ukraine. Ngoài ra, Quan hệ thương mại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng lên, gần gấp đôi kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này. Đồng thời báo cáo cũng thúc giục Ủy ban châu Âu đánh giá các tác động của sự bùng nổ thương mại này đối với các lệnh trừng phạt của EU. Tài liệu này cũng nhấn mạnh làn sóng công dân Nga, bao gồm cả những nhà tài phiệt cấp cao, đổ tiền vào các thành phố và khu vực ven biển quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ. Về nguyện vọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại EU thì tài liệu này khẳng định chắc chắn rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần thể hiện một cách đáng tin cậy cam kết của mình đối với mối quan hệ chặt chẽ và liên kết với EU. Đồng thời, kêu gọi Ankara kiềm chế mọi hành động vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của tất cả các quốc gia thành viên EU, cũng như là không vi phạm luật pháp liên minh và quốc tế. Điều này là để ám chỉ những căng thẳng đang diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp và Cộng hòa Síp. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp trả chỉ trích gây gắt báo cáo này là nông cạn và không có tầm nhìn, đặc biệt là vào thời điểm mà Ankara và Bruxelles đang cố gắng vực dậy mối quan hệ của họ. Ankara đánh giá báo cáo như vậy là một tập hợp các tuyên bố và thành kiến vô căn cứ dựa trên thông tin sai lệch từ các nhóm chống thổ nhĩ kỳ phản ánh cách tiếp cận nông cạn và thiếu tầm nhìn nổi tiếng của nghị viện châu âu không chỉ đối với quan hệ thổ nhĩ kỳ eu mà còn đối với tương lai của eu tuyên bố của bộ ngoại giao cho biết thật không may báo cáo này chứng minh rằng các thành viên của nghị viện châu âu đang bị giam cầm trong nền chính trị dân túy và còn lâu mới phát triển được cách tiếp cận chiến lược đúng đắn cho eu cũng như là cho khu vực của chúng tôi. Bộ này cũng nhấn mạnh cách tiếp cận của báo cáo đối với tình hình ở phía đông địa Trung Hải cũng như vấn đề đảo ship là không dựa trên tư liệu lịch sử và pháp lý, do đó nó không có giá trị. Một bài báo của Bloomberg cũng cho biết, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu tham gia vào những nỗ lực mới nhằm khôi phục các cuộc đàm phán để được gia nhập của nước này, thì Ankara đã chỉ trích Nghị viện châu Âu vì đã nhất quyết muốn áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu một áp lực ngày càng gia tăng từ EU và Mỹ trong việc tham gia chiến dịch trừng phạt Nga vì đã tấn công Ukraine. Mặc dù đã thực hiện các lệnh trừng phạt mang tính giảng buộc của Liên Hợp Quốc, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ lại từ chối tham gia bất kỳ một nỗ lực trừng phạt nào khác với lý do là chúng có thể làm phức tạp thêm hoạt động hòa giải mà nước này tự tuyên bố là mình có vai trò trong đó. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, thì cuối tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi các nhà lãnh đạo đáp ứng một số yêu cầu của Nga để cố gắng khôi phục thỏa thuận Biển Đen, cho phép vận chuyển ngũ cốc Ukraine và giảm giá lương thực thế giới. Mỹ và các đồng minh đã phản đối lời kêu gọi này. Dù vậy, Ủy viên EU Oliver Vahery đã hoan nghênh nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc, nhưng mà ông cũng kêu gọi chính phủ nước này cần phải hợp tác với khối. Ông ấy nói rằng điều quan trọng là Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần phải cam kết với EU, cũng như thực hiện các lệnh trừng phạt chống lại Nga, đặc biệt là liên quan đến các loại hàng hóa quan trọng. Mặc dù bị hấp dẫn bởi một tương lai sẽ được gia nhập EU, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị răng xé bởi lợi ích mà nước Nga đem lại. Trong video lần trước thì chúng tôi đã nói rằng ông Putin đã ràng buộc được Erdogan vào Nga. Bây giờ đây, Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện những động thái phá bĩnh phương Tây và họ đang hành động như là một tay trong của Nga ở NATO và EU. Và nhận định này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.